Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm nay là hội nghị lớn nhất từ trước đến nay, tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, cả nước bước vào giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế. Suốt hơn 3 giờ đối thoại, 14 câu hỏi được nông dân đặt ra cho Thủ tướng, 10 tư lệnh ngành tham gia trả lời. Nông dân đồng bằng sông Cửu Long quan tâm nhiều đến vấn đề sinh kế trước biến đổi khí hậu, bởi vùng trọng điểm sản xuất nông ngư nghiệp của cả nước đang phải hứng chịu tất cả những loại hình thiên tai như lũ lớn, hạn hán khắc nghiệt, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, bờ biển và sụt lún đất. Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những vùng đất có đa dạng sinh học phong phú nhất trên trái đất. Môi trường nơi đây đang bị suy thoái nghiêm trọng. Ước tính đồng bằng sông Cửu Long mất khoảng 500 hectare đất mỗi năm do xói lở. Vào mùa khô năm 2020, có những thời điểm mức độ mặn xâm nhập ở nhiều nơi tăng lên đến 4 gram một lít, cao gấp 4 lần so với ngưỡng chịu mặn của các loại cây trồng chính, gây ra cuộc khủng hoảng thiếu nước ngọt trên toàn vùng. Mặc dù biến đổi khí hậu và nước biển dâng là nguyên nhân, nhưng đằng sau những thay đổi này là các hoạt động của con người như xây dựng đập ở thượng nguồn và khai thác cát và nước ngầm ồ ạt cũng tác động tiêu cực đến đồng bằng sông Cửu Long. Ông Lý Văn Bon ở khu 1 Cồn Sơn, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết, vào năm ngoái, vợ chồng ông thiệt hại hơn 1 tỷ 200 triệu đồng khi hơn 10 tấn cá sát sọc chết vì ngọt do mặn xâm nhập. Tại hội nghị, Thủ tướng đối thoại với nông dân vào sáng nay, ông Lý Văn Bon, đại diện cho nông dân đồng bằng sông Cửu Long đặt câu hỏi. Xin hỏi Thủ tướng, các bộ ngành có những biện pháp gì để hỗ trợ đảm bảo sinh kế của người dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long trước những tác động biến đổi khí hậu? Thứ hai là chính phủ có chủ trương nhất quán, đó là không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, thực tế tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn hiện nay diễn biến mức báo động. Xin hỏi Thủ tướng, có những giải pháp gì để xử lý và khắc phục những cái thực trạng này? Trả lời nội dung này, ông Lê Minh Hoang, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, chúng ta đã phân ra 3 loại hình sinh thái là ngọt, lợ, mặn để quy hoạch phát triển phù hợp với điều kiện mới do biến đổi khí hậu và thời tiết tác động. Thực tế, đồng bằng sông Cửu Long có rất nhiều mô hình như lúa tôm, lúa cá, chuyển đổi từ thuần lúa sang đa dạng hóa cây trồng vật nuôi. Đồng bằng sông Cửu Long và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ lan tỏa các mô hình này để mang lại hiệu quả lớn hơn. Thủ tướng cũng giao phải liên kết 13 tỉnh, liên kết vùng để lấy sức mạnh tổng thể, đẩy mạnh thị trường, mở rộng phát triển nông nghiệp và nông thôn. Do đó, đồng bằng sông Cửu Long vừa thích ứng với biến đổi khí hậu, vừa là mẫu hình của một trong 5 vùng quyết tâm đi lên với sự hỗ trợ của chính phủ và các ban ngành. Tư lệnh ngành nông nghiệp một lần nữa lưu ý, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp là điểm cần được nhấn mạnh. Làm sao để đưa sản phẩm, thương phẩm của người nông dân ra thị trường thành công là cốt lõi của các mặt công tác. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông nhấn mạnh thêm, chính phủ vừa phê duyệt quyết định số 287 về quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với quan điểm phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long là phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và lấy con người là trọng tâm. Quy hoạch đề ra 3 giải pháp để tạo sinh kế cho người nông dân. Chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp thích ứng với 3 kiểu vùng, phát triển kinh tế biển, quy hoạch mạng lưới thủy lợi với hệ thống cống đê bao, với trạm bơm tưới tiêu cung cấp nguồn nước. Chính phủ đề nghị bổ sung 2.600 tỷ đồng đầu tư cho chống sạt lở, xử lý vấn đề mặn xâm nhập. Trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng dành khoảng 2.000 tỷ đồng để phát triển nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ sinh kế cho nông dân. Đây cũng là vùng đầu tiên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quyết định thành lập Hội đồng Điều phối vùng giai đoạn 2021-2025. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên cho biết, hôm qua theo con số quan trắc, mực nước lũ đồng bằng sông Cửu Long đã cao từ 20 đến 60 cm so với trung bình 2 đến 3 năm trước đây.
dự báo thời gian tới mực nước này sẽ tiếp tục dâng cao. Lượng cát phù sa và đặc biệt là nguồn lợi lượng thủy hải sản trong năm nay trong điều kiện rất thuận lợi. Đồng bằng sông Cửu Long đã triển khai 48 dự án ngăn cát bồi lắng, phát triển vùng nuôi trồng tại các khu vực phù hợp, từ đó tạo thành vành đai vùng ngập mặn ven biển, tạo sinh quyển bền vững. Làm rõ thêm nội dung về phát triển đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chủ trương của Đảng đã rất rõ. Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 13 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chính phủ đang xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị. Trong đó, phát triển hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long là nội dung ưu tiên cao nhất nhiệm kỳ này. Tham dự và lắng nghe phần trả lời của Thủ tướng Chính phủ và tư làm ông Phạm Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang rất phấn khởi khi các chính sách đều đặt người nông dân vào vị trí trung tâm. Ta làm sao là tăng được cái thu nhập cho người nông dân trong sản xuất thì sẽ thu hút được người nông dân tham gia. Thì hiện nay chúng ta phải cố gắng làm sao mà vận động nông dân chúng ta liên kết lại với nhau để sản xuất cùng một mặt hàng, để chúng ta có cái kết nối tiêu thụ nông sản cũng như là có cái đầu ra sản phẩm được an toàn hơn. Thì từ đó thì chúng ta từng bước chúng ta sẽ tiến tới là phát triển các mô hình kinh tế tập thể để làm sao tăng thu nhập cũng như là tăng lợi nhuận trong cái sản phẩm của nông dân làm ra. Buổi đối thoại khắc họa rõ hơn về tầm nhìn chiến lược dành cho đồng bằng sông Cửu Long. Hợp tác và liên kết là chìa khóa để đảm bảo một tương lai thịnh vượng và thích ứng với khí hậu. Trong tất cả các thông điệp mà hội nghị này gửi đến đều bao trùm về sự thay đổi mới đảm bảo sinh kế lâu dài. Thích ứng và thay đổi đầu tiên là nông dân.